hợp tác trong dự án mới cùng với diễn viên Vương Khải, liệu Đàm Tùng Vận có tạo hot như với Nhậm Gia Luân? Diễn viên Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên không còn quá xa lạ với hội mặt phim. Cô nàng từng nằm mưa làm gió với hàng loạt tác phẩm mang tựa đề Thanh Xuân Vườn Trường. Những năm gần đây cô còn tạo được tiếng vang lớn khi tham gia vào các dự án cổ trang như Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc hay bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Những vai diễn của cô nàng luôn nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi tài năng diễn xuất ấn tượng. Cách đây không lâu, cô còn là gương mặt tiểu hoa 9X duy nhất được đề cử hạng mục nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn Lý Tiêm Tiêm ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá. Sở hữu gương mặt tròn cùng đôi mắt sáng và long lanh, diễn viên Đàm Tùng Vận không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình mà còn có khả năng diễn xuất nổi trội được khán giả công nhận trong dàn tiểu hoa 9X. Đoàn làm phim Đi Theo Chiều Gió đã xác nhận Đàm Tùng Vận sẽ kết hợp liên duyên với Vương Khải trong tác phẩm này. Theo thông tin được tiết lộ thì phim sẽ khai máy vào đầu tháng 8, dự kiến khởi quay trong vòng 4 tháng. Ngay lập tức thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. Nhiều bình luận tỏ ra bất ngờ và ủng hộ sự kết hợp giữa cặp đôi này. Bởi xét chênh lệch về độ tuổi và chiều cao của cặp đôi sẽ dễ mang lại phản ứng hóa học tuyệt vời, một trong những điều làm nên thành công của phim truyền hình. Bộ đôi trai tài gái sắc chắc chắn là một tổ hợp tuyệt vời, được khán giả mong chờ. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt tươi trẻ ấn tượng và hoạt bát, cô cũng rất thành công với vai diễn hiện đại và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Nếu tham gia vào dự án này thì đây chính là một thử thách không nhỏ đối với Đàm Tùng Vận khi cô nàng có cơ hội thử sức mình với đa dạng vai diễn. Phần nào để chứng minh dù sở hữu gương mặt đáng yêu ngây thơ, nhưng bằng tài năng của bản thân thì không chỉ đóng phim Thanh Xuân mà còn có thể làm tốt ở dạng vai diễn chính kịch. Hiện tại thì Đàm Tùng Vận đã đóng máy dự án cùng với Lâm Canh Tân trong bộ phim Xin Chào Tôi Là Tổng Giám. Trong khi đó bạn diễn của cô là Vương Khải, một anh chàng được đánh giá cao về ngoại hình, đặc biệt là chất giọng trầm ấm. Anh từng phủ sóng màn ảnh với hàng loạt tác phẩm đình đám phải kể đến như Làng Nhà Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu. 15 năm tham gia vào làng giải trí của anh chàng, số lượng tác phẩm của anh cũng có một số lượng nhiều người đáng phải mơ ước. Tài năng diễn xuất của anh chàng đã được chứng minh qua rất nhiều bộ phim mà khán giả không phải nghi ngờ hay e ngại. Đều là cặp đôi vừa có ngoại hình vừa có thực lực, chắc hẳn Đàm Tùng Vận và Vương Khải sẽ là một trong những cặp đôi ấn tượng và nổi bật của màn ảnh năm nay. Được biết rằng bộ phim Đi Theo Chiều Gió là một trong dự án truyền hình trọng điểm của Cục Quản lý và Phát thanh Điện ảnh Truyền hình dựa trên 12 sự kiện hàng công có thật. Trong bộ phim, Đàm Tùng Vận sẽ đảm nhận là một nhân vật theo đuổi ước mơ trở thành phi công ngay từ khi còn nhỏ. Ước mơ của cô cũng trở thành sự thật sau khi cô tốt nghiệp, tuy nhiên những biến cố đã khiến cô trở thành một quan sát viên. Trong quá trình làm việc ở đây, cô đã gặp muôn vàn khó khăn trắc trở. Những áp lực của người phi công khiến cô có cái nhìn sâu sắc về sứ mệnh và ý nghĩa của người phi công. Trong khi đó thì Vương Khải và vai phó giám đốc công ty hàng không, một người lạnh lùng tỏ ra cứng nhắc và nghiêm túc trong công việc. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều biến cố, viết nên một câu chuyện tình thật đẹp. Nhiều khán giả cho rằng nếu như Đàm Tùng Vận luôn là nữ diễn viên với phong cách trẻ trung, ngọt ngào và tươi vui thì anh chàng Vương Khải lại hoàn toàn đối lập. Cả hai sẽ có những khoảnh khắc dở khóc dở cười nhưng vô cùng lãng mạn. Họ sẽ là một cặp trai tài gái sắc bù đắp sự thiếu sót của người này cho người kia. Vậy bạn nghĩ sao về sự kết hợp của cặp đôi này? Hãy comment ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.